Không trừ một ai, mọi người và mọi lứa tuổi đều có nguy cơ mắc bệnh. Huỳnh Như đang muốn nhắc đến một căn bệnh về mắt, đó chính là đục thủy tinh thể. Mức độ phổ biến giờ đây lây lan rộng khắp. Nếu như trước kia đa phần người mắc trên 40 tuổi, thì nay dường như rải đều ở mọi lứa tuổi. Để xem căn bệnh này có triệu chứng gì, nguy hiểm ra sao, xin được chia sẻ một vài thông tin trong chương trình hôm nay. Bệnh đục thủy tinh thể hay còn gọi là cườm khô, cườm đá là tình trạng thủy tinh thể của mắt bị mờ hoặc bị đục, cũng giống như tấm kính bị mờ, không nhìn rõ được bên ngoài. Nếu bị đục hoàn toàn, hình ảnh sẽ không vào được võng mạc, gây mù mắt. Đục thủy tinh thể có nhiều loại như đục nhân, đục giỏ, đục bao sao và phân theo các cấp độ như đục bắt đầu, đục tiến triển, đục gần hoàn toàn, đục hoàn toàn. Theo thống kê năm 2015 của Bộ Y tế, 70% trường hợp mù lòa tại Việt Nam có liên quan đến đục thủy tinh thể. Không chỉ ở người già, bệnh lý này đã tấn công vào đôi mắt của người trẻ một cách đáng báo động. Hiện người trẻ chiếm đến 30% trong tổng số người mắc bệnh. Tuy nhiên, người dân một phần vì chủ quan, phần vì chưa nắm được thông tin nên thường rất thờ ơ trước những triệu chứng của đục thủy tinh thể. Chính sự thờ ơ đó mà khiến cho 35% người bị mù do bản thân không biết mình đang bị đục thủy tinh thể, đến khi bệnh tình nặng hơn thì đã muộn. Đây là thông tin từ Bệnh viện Mắt Trung ương khảo sát từ những ca bệnh. Nếu biết bệnh không chừa một ai, quý khán giả ngay bây giờ cần phải quan tâm hơn nữa đến cửa sổ tâm hồn của mình để tránh những điều đáng tiếc. Với suy nghĩ rằng đục thủy tinh thể là căn bệnh của những người lớn tuổi, nên những người trẻ khi thấy dấu hiệu nhìn mờ thường không nghĩ đến căn bệnh này, dẫn đến bệnh không được chữa trị kịp thời. Đến khi phát hiện thì thường là đã muộn. Thủy tinh thể bị đục sẽ che bớt tầm nhìn của đôi mắt. Người bệnh không thể phân biệt được màu sắc và khuôn mặt của người khác, gặp khó khăn trong các công việc hàng ngày, làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống. Theo các nghiên cứu, đục thủy tinh thể có thể xảy ra sớm hơn 10 năm và dễ dàng tăng nặng với người bị cận thị. Bên cạnh đó, với lối sống hiện đại ngày nay, người trẻ dễ dàng tiếp xúc với các nguyên nhân gây bệnh nhưng không hề hay biết. Thủy tinh thể sẽ lão hóa dần dần, nó thay đổi cái tính trong suốt, những cái protein bên trong nó bắt đầu cô đặc lại, nó co cụm lại thành những cái đám đục bên trong, nó làm chặn cái đường đi của ánh sáng vào trong mắt của mình. Do đó nó sẽ làm ra những cái triệu chứng mà những người mà bị đục thủy tinh thể thường thấy, giống như là mình nhìn thấy khó khăn hơn, thiếu ánh sáng một tí là mình đọc khó lắm. Tỷ lệ đục thủy tinh thể ngày càng gia tăng theo xu hướng trẻ hóa vì nhiều nguyên nhân như tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng nguy hiểm từ màn hình của các thiết bị điện tử hoặc ánh sáng nhân tạo, tiếp xúc với môi trường bụi bẩn, không khí ô nhiễm dẫn đến sự gia tăng natri, axit lactic làm thủy tinh thể bị đục, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhiều, mắt trực tiếp tiếp xúc với các tia X, tia cực tím, sử dụng thuốc giãn uốn nhỏ mắt chứa corticoid kéo dài, thiếu vitamin cần thiết cho mắt như E, A, B2 và các nguyên tố vi lượng như phosphor, kẽm, canxi. Lối sống không lành mạnh làm mắt lão hóa sớm như sử dụng rượu bia, chất kích thích, thuốc lá, ít vận động, thức khuya. Đối với hiện tại thì bệnh đục thủy tinh thể thì mình chưa có cái phương pháp nào để điều trị mà hoàn toàn bằng thuốc. Ví dụ như thủy tinh thể mình đã đục rồi thì mình không thể nhỏ bất cứ hoặc là uống bất cứ cái thuốc nào mà nó có giúp cho làm tan đi cái vùng đục đó hoặc là làm cho giúp nó trong suốt lại. Còn về cái giải pháp phẫu thuật thì đó là một cái biện pháp duy nhất thôi. Đến đục đến một cái mức độ nào đó mình sẽ có bác sĩ sẽ tư vấn về cái chỉ định cho mình phẫu thuật để mà mình lấy cái thủy tinh thể bị đục đó ra và mình thế vào bằng một cái thủy tinh thể nhân tạo trong suốt để mà nó theo mình suốt cả đời. Đôi mắt là tài sản vô cùng quý báu của con người. Để bảo vệ mắt tránh khỏi nguy cơ đục thủy tinh thể, cần lưu ý những vấn đề sau: kiểm tra mắt định kỳ một lần mỗi năm, bảo vệ mắt tránh tác động trực tiếp của các yếu tố môi trường ô nhiễm, hạn chế sử dụng bia, rượu, thuốc lá, sinh hoạt không điều độ, chế độ ăn cân đối dinh dưỡng, ăn nhiều rau quả tươi, không tự ý sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt khi chưa có chỉ định của bác sĩ, tránh tiếp xúc lâu với ánh sáng nguy hiểm từ thiết bị điện tử và ánh sáng nhân tạo. Không phải là không có cách để hạn chế bệnh đúng không thưa quý vị? Quan trọng là chúng ta sinh hoạt, ăn uống có chế độ chừng mực thế nào, không chỉ tốt cho đôi mắt thôi đâu mà còn rất tốt cho sức khỏe chung của chúng ta nữa. Đến đây chương trình Góc nhìn đa chiều xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.